Tung 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 tung. Hello mọi người, lại là mình Vũ Vệ Kinh đây. Thì có bạn cập nhật 1.40 rồi các bạn ơi. Đây, vào trong phần tin tức ha mọi người. Bản cập nhật mới nha. Thì thời gian thì chưa có cụ thể, nhưng mà đoán thì là ngày 30 tháng 5 nha mọi người. Tại vì những vật phẩm kia thì nó sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 5. Thì chúng ta sẽ có một bản cập nhật ha. Wow. Và mình đang có mini game vào ngày 29 tháng 5 nha mọi người. Bạn nào tham gia thì nhớ truy cập vào website vũvekinh.com của mình để mà bình luận ở bài viết ngày 29 tháng 5 ha. Mình sẽ tặng mũ thỏi vàng cũng như là cần câu kim cương được nha các bạn. Nếu mà bạn nào theo dõi tin tức trên Facebook với lại tab cộng đồng YouTube của mình thì cũng biết một số tin tức rồi đúng không? Với lại clip hồi sáng của mình có nói là ngân hàng sẽ được khai trương nha các bạn ơi, ở khu trung tâm nha. Và chúng ta sẽ có những vật phẩm mới từ 7-Eleven và Lifebrand nữa. Và cùng chào đón phương tiện mới đó các bạn ơi, đó là lướt sóng chết nha. Cái ván lướt sóng đó mọi người, thì chắc là cái này bán bằng thỏi vàng nè, mình nghi nó bán bằng thỏi vàng lắm. Với lại là chắc là nó sẽ ra lại cái xe cá mập đó mọi người. Với cái xe cá mập thì bữa nó ra mấy chục phút rồi xong nó không có bán nữa. Hôm nay thì chắc là nhà phát hành bản cập nhật tới là nhà phát hành sẽ bán lại cho mọi người đó nha. Và mình cũng hy vọng là cái ván trượt này nó sẽ bán bằng kim cương cho mọi người mua ha, chứ đừng có bán bằng thỏi vàng nha mọi người. Rồi tới phần nội dung chính nè mọi người ơi, thì trong tâm hành chính của đảo Kanga này, nội thất bên trong đã được thêm vào, đó là cái ngân hàng đó mọi người. Không biết là cái nội thất bên trong trang trí như thế nào à. Thì ngày 30 thì mình sẽ vào review cho mọi người xem. Và cùng với đó là nó sẽ có sự kiện là đố vui nữa nha mọi người. Đúng sai nè, XO nè các bạn, bạn có thể kiếm tiền. À, là nó sẽ có một cái NPC trong ngân hàng á. Các bạn vô đó, các bạn sẽ thực hiện trả lời những câu hỏi đố vui ha. Rồi các bạn trả lời đúng á, thì sẽ được tiền. Wow. Rồi cái tính năng gửi tiền ngân hàng, tính năng heo đất là mọi người, gửi tiền tiết kiệm đó mọi người. Thì mọi người gửi tiền vô thì sẽ được tiền lãi. Thì mình có hình ảnh này hôm qua nhà phát hành mới đưa lên nè. Đây thì các bạn có thể là nhận tiền sao và tiền kim cương luôn ha. Wow. Mình nghĩ nếu mà các bạn gửi nhiều tiền vô thì chắc chắn là sẽ nhận được nhiều kim cương đấy. Thì hồi nãy Play Together cũng đưa một tấm ảnh lên, đó là sẽ có đồ nội thất mới nha mọi người. Đây thì các bạn nhìn kỹ tấm hình này đi. Đấy, đội nữ kìa các bạn ơi. Wow, đội nữ nhìn đẹp quá nhờ, nhìn nó ngầu các bạn ơi, nhìn cao khoác màu trắng á, nhìn nó xịn thật sự luôn ấy. Đội nam thì có vẻ là xấu hơn nha. Tại sao nó xấu hơn vậy? Nhưng mà có đồ nội thất này mọi người, nguyên một cái ghế xong salon bự cho bá phía sau luôn. Cái phía trên kia thì giống cái đồng hồ vậy ta, nó kiểu như đồng hồ mà biểu tượng của mặt trời đó mọi người, kiểu vậy ha. Với có hai cái đèn phía trên rất là đẹp luôn. Wow, đội nữ mình vẫn thấy nó đẹp hơn mọi người, đội nam thấy nó xấu quá nhờ. Cái quần này thì cũ rồi nè, còn cái áo thì áo mới nha mọi người, đồ nam á. Thì trong hình này thì chúng ta sẽ có đồ kiểu như đồ giống đồ bác sĩ áo blue chứ trời, kiểu màu xanh các bạn. Nói chung là có đồ mới nè, nhìn thấy cũng tươi sáng thật sự luôn. Rồi có bao nhiêu đó thôi ha. Rồi cải thiện danh sách quà tặng ha, thì quà tặng cũng sẽ được thay đổi hết nha mọi người. Rồi mọi người ơi, thì phần thưởng truy cập vào ngày 25 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 á, thì có một điều rất là đặc biệt mọi người. Tuy là kim cương rất là ít luôn, có 10 kim cương rồi mọi người, nhưng mà các bạn để ý vào ngày 2 tháng 6 lại ngày 3 tháng 6 đi, chúng ta sẽ có hộp quà tím với lại hộp quà xanh nè. Mọi người có biết trong đây có gì không? Thì mình hồi nãy mình nghe mọi người comment á, thì chắc là quà kim cương nếu mà hợp tím đấy nè. Quà xanh nó sẽ là tiền sao. Mình nghĩ đó là cũng có thể là kim cương với tiền sao. Nếu mà các bạn nhân phẩm mở ra có thể là đặt được 100 kim cương. Ui, cũng có thể là ngày này là Play Together về Việt Nam chẳng hạn mọi người. Tại vì Play Together về Việt Nam thì chưa có ngày công bố chính thức à. Mình nghĩ là chắc là ngày 2, ngày 3 đó mọi người chúng ta sẽ có hai cái này. Đấy, hai món quà dành cho Play Together về Việt Nam. Ui, chúng ta sẽ còn nhận được món quà khủng nha các bạn. Rồi, đây nè các bạn ơi, trong cửa hàng ha, thì chúng ta, các bạn nhìn đi. Thì những cái món vật phẩm đấy nè, chỉ còn lại 2 ngày 14 giờ nữa thôi là nó sẽ trùng với ngày 30 tháng 5 đó mọi người. Thì chúng ta sẽ có một bản cập nhật mới thì sẽ thay đổi hết những cái trang phục này luôn ha. 1, 2, 3, 4, 5, thay đổi, bỏ 5 cái gói đi lên nha mọi người. Còn lại có 5 gói thì chắc chắn là sẽ có, nhà phát hành sẽ thêm gói mới cho mình. Hộp nhân viên các bạn ơi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Trời đất ơi, mình vẫn chưa có bộ đồ nào cả. Trời ơi, hu, có ai giống như mình không ta? Chưa có bộ đồ của nhân viên làm thêm mọi người. Trời đất ơi, thiệt lình luôn ấy. Chưa có, mới được cái quần à, được cái váy à mọi người. Rồi hôm nay cũng không có luôn. Ngày mai ngày mốt không biết còn nữa. Trời đất ơi, rồi mở ba kim cương đỡ nha các bạn. Ôi, được kim cương. Ba kim cương à. Tiền sao hả? Tiền sao nha các bạn. Wow, 10 kim cương rồi. Đằng nào mình mở cái hộp, cái hộp làm thêm á, xui thì mở xuống cái hộp dưới thì cũng được kim cương quá trời mọi người. Rồi trời đất ơi, các bạn vào trong hầm thư thì chúng ta sẽ nhận được sẻ nè. Nhưng mà tuần này sẽ không có kho báu nha mọi người.
Thì nhà phát hành mới thông báo là do hồi bữa bị lỗi á, cho nên là lỗi nhìn thấy kho báu thì mình có làm clip cho mọi người đó. Mà hên không bị ban ạ các bạn ơi. Mình thấy mọi người bị ban ạ quá trời luôn. Mọi người có bị ban ạ không thì comment bên dưới nha. Ôi hên quá mình không bị ban ạ. Do hồi bữa là mình quay lại à, mình thấy cái lỗi là có thể là nhìn thấy được kho báu nha mọi người, chứ mình không có đi đào cho nên là mình không có bị ban. Trời đó hên dễ sợ luôn. Do cái bộ đồ đó có rồi cho nên là mình không có đào nữa đó mọi người. Rồi, mọi người thấy bản cập nhật này như thế nào thì hãy comment bên dưới nha. Và giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Mình sẽ cập nhật tin tức cũng như là những món đồ mới nhất cho mọi người xem nha. Bye bye.